Huấn luyện viên Mikel Arteta và đội bóng của ông đang đứng đầu bảng và quyết không để mất vị trí đó. Arsenal đã tạo cách biệt 2 điểm ở ngôi đầu sau chiến thắng 2-1 trước PSG vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Luton đội bóng đã vươn lên từ bóng đá hạng dưới lên Premier League sau 9 năm đang đứng thứ 17 trong mùa giải đầu tiên của họ ở đấu trường cao nhất của bóng đá Anh với 2 điểm nhiều hơn khu vực rớt hạng. Nhưng Arsenal không dễ dàng bắt nạt Luton khi đội bóng này đã thể hiện sự cạnh tranh và sự bất bại trong những trận đấu gần đây. Đối đầu với Luton tại sân nhà Kenilworth Road luôn là một thách thức khó khăn cho pháo thủ khi đội bóng này đã có chuỗi 11 trận bất bại trước Arsenal tại đây và từng đánh bại pháo thủ trong trận chung kết cúp liên đoàn năm 1988. Thậm chí, trận đối đầu cuối cùng giữa họ vào năm 1991 cũng kết thúc với chiến thắng của Luton. Huấn luyện viên Arteta đã tỏ ra thận trọng và tôn trọng đối thủ, gọi đây là một trận đấu căng thẳng và khó khăn. Pháo thủ đang trên đà hưng phấn sau 5 chiến thắng liên tiếp ở mọi mặt trận.